nó có duyên. Nói thật là nó cũng khéo, nó giỏi, nó mới làm được, mình không đi chợ được. Tháng bọn nó phải tầm đôi chục đấy. Cái bình quân tháng thằng chủ nó phải tầm 20 triệu đấy. Thì mình cứ tính xô bì mà sao một tháng nó cứ tầm 15 20 là chết đoàn rồi. Bằng thật đi Nhật đến nơi. Thật đi Nhật đâu phải bỏ ra lúc đầu mấy trăm. Ôi, thằng thật nó sang nâu tiền như bọn sang 35 và không đi nữa thì ăn thua gì? Chỉ được ra ăn ra được khoảng 2-300 triệu thôi. 400 là căng. Vì Nhật bây giờ lương nó thấp, man nó rẻ. Thằng thật là qua lúc đấy đi là nó cũng thời, nên nó sang là nó lâu rồi. Bây giờ nó thành cựu. Nó thành cựu rồi. Bọn đấy rồi liệu hồn ấy, đấy mà tiền đi làm bài bạc ghi cái đấy nó tùy từng lúc thôi bác ạ. Đi bọn đấy tháng 200 thì ai nản ra được. Tháng còn nản 150-200 triệu mà. Nói thì nói thế thôi, rồi lúc nào về mới hay được. Không, nó mua đất hết rồi, mua đất chú hiểm. Tức là nó mua đất rồi nhưng liệu nó đi đi về về thằng đấy nó lan giải lắm. Nó vẫn đi về được đấy. Vâng. Mỗi tháng nó cho về thăm nhà. Thằng đấy thì biết rồi, nó không đi đâu mất một đồng. Không phải là quá tiền ra. Nó có biết tiếng, vợ nó vừa biết tiếng. Vâng, nó vừa biết tiếng, vừa máy tính của ấy, nó vừa có bằng cấp. Nó giống như cái rượu ngạn ấy. Cái rượu ngạn mà bây giờ sang cái nước gọi là châu Âu ấy, nó cũng phải rơi vào tầm 70-80 triệu một tháng. Ồ, quá mà chị. Vẫn quá chứ. Nó vẫn không phải về máy tính rồi là tiếng. Chung quy lại là mỗi